Ngoại mạng gì uy nghi cùng
sinh xuất hiện y làm bạn tường vân ai đây lưu quang hoàng thiên tĩnh mình làm bạn y sáng trần ai đây liều
dần. Dũng mạnh đôi đường hôm nay ngày đại cát giờ đại an, tháng tám tiệc cha, tháng ba tiệc mẹ, hôm nay mộc ân đoàn trưởng đồng trưởng Đỗ Thị Bích, cờ vì đại tấu rất trình đệ tử trả lọ tam tứ phủ cung hoán chỗ, tiền hoàn túc trái, cắt đoạn tiền duyên. Ông về chứng đàn, chứng phủ, chứng đủ lô nhang. Ông về ông độ cho các gia, các chủ hôm nay làm lễ. Cầu tài thì đắc tài, mà cầu lộc thì đắc lộc. Cầu bình an, đắc bình an. Ông về ông độ cho các gia, các chủ hôm nay làm lễ. Hoa đậu đầy chung, mà hoa đậu đầy chùm, mà nước đổ đầy chung. Ta về ta ban khen ban thưởng cho pháp sự. Ta về ban khen ban thưởng cho pháp sự. Lời ăn tiếng nói, lời kêu tiếng khẩu được ngọt ngào trên công đồng. Thiên thành
xa khấn đi bay cấm lòng trời lại ai muôn ân chiêm bao phút thấy mừng thần sao xa đôi vì phu nhân vương cô về duyên phạt các quan tả văn hiệu võ lương ban đạo đàn lệnh trên quân bộ đôi hàng song nhang khai quang thật kỳ diệu vương cô xứng đàn diệt ngã tích tăng cùng sàng kim phùng hoàng lần cận thánh chúa tiên dùng dòng thì duyên ưu
hát bài.
đường sang gương lược dầu cong dệt nghề gấm vóc rồng tiền đức vua cha lộc tài chúa mới ban ra bốn mươi phương hội họp để đã tháng ngày
Sơn Đình là nơi sơ tại, thấy một người khí khái khôn ngoan mẫu phó cho. Thank you.
âm thầm mồ côi cha mẹ ngắm đường thầy quỳ cốc thiên sinh một làm phúc cứu dân xem bói cầu tài gieo trăm quẻ bói không sai quẻ căn do nghi vấn hạt bói ra người buồn nghi bạn thông hành bói ra ai có của đi tiền nữ
xây đề đô, tiếng đàn tiếng phách hát vang muôn đời ca. Loan giá lên ngờ trầu
triền phán các quan, ông lớn về người triền phán các quan. Tả Văn Hiếu võ lớn ban đạo đàn lệnh triền quân bộ đội hàng. Khai thân nhược thân nhược chiêu quang minh khai cầu khai nhân khai nhi khai túc lăng bộ hành tôn quang xưng mã trùng nhân phủ nhận đền tôn quang nhân phủ nhận đền xong ông lại dựng lễ nghi cho đồng thầy một lòng chẳng đơn sai là tấm lòng son lá trồng là tấm lòng son quả công là tấm nghi thân con nhiệm cầu quan về dựng lên dầu công bóc vỏ soi lòng ông về bóc vỏ soi tâm để xem đến tử tấm lòng ra sao trứng rồng lại nở ra rồng tẩy hết bụi trần ban đức tiên nghi tẩy trần ban công ban mộc cho người trần nhất tâm trứng thuốc trứng trà ông về trứng thuốc trứng trà và công điếu thuốc trà đậm đà hương xem ông về ban lộc tiêm tài cấp thực cấp ngân ông về cấp thực cấp ngân ban xuyên cho người trần gian đồ cho bốn mùa giàu sang lau diện cho trần ông về lau diện cho trần đồ cho đệ tử được mặt hóa ra hưởng ông về lau diện cho trần trải chuốt cho trần ông về trải chuốt cho trần gỡ đi cái rối của người trần bấy lâu ông về trải chuốt cho trần ông về xe cánh quả tiên hoàn thành nghiệp chướng do trần tốt tươi ông về xe cánh quả tiên soi sáng cho trần ông về soi sáng cho trần đồ cho đệ tử con biết đường mà đi đường đi dẫu có gian nan sống để nối đời làm tôi đời nay cho chi đời sau khai quang thập kỳ diệu tôn quan chứng hình nhân khai khổ khai nhân khai nhi khai túc lăng bộ hành tôn quan chứng hình nhân bái đảo thiên đình hình nhân bái đảo thiên đình một là cây đức hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình
trên thượng giới tôn nghi quan giáng thế ý nghĩ vâng sắp rời cứu thế dần đào câu cử châu quy đầu vọng bay độ Việt Nam quốc thay dần quyền khai thông chi tam giới tâm sai đại thần hoàng đế tinh quân thỉnh mời
hạ bút phê khai truyền nhang, hạ bút phê khai tả phiên sư tướng người đóng lại độ chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Văn sớ dâng lên thượng mai, văn sớ dâng lên ông về tấu đối chúa điên rõ ràng thì cho như thị trường xin đôi chữ trường xin ông phê đôi chữ trường xin chữ phu chữ quý càng linh thọ trường thì cho dung mạnh đôi đường. Khám phủ khám đàn tôn quan, khám phủ khám đàn thiên địa thủy nhạc tôn quan tống trình ông về khám phủ khám đàn. Là tấm lòng son là châu, là tấm lòng son quả cong, là tấm thân con nhiệm màu ông về dâng lễ chầu cầu. Ông về trưng thuốc trứng trà quả câu điếu thuốc trà đậm đà hương sen. Lại lỡ xa rồng trứng sông, lại lỡ xa rồng hoa thông hai tẩy tẩy thông rừng già trứng rồng lại lỡ xa rồng. Cấp thực cấp ngân ông về cấp thực cấp ngân ban xuyên cho người trần gian đầu cho phú quý giàu sang. Thưởng lộc ban công ông về thưởng lộc ban công đốt cho đệ tử được phúc hồng đao lại. Ban lộc tiếp tài ông về ban lộc tiếp tài đốt cho đệ tử được bốn mùa tốt tươi đốt cho phúc lộc hơn người. Long diện cho trần ông về long diện cho trần đố cho đệ tử được mặt hoa xa hưởng ông về lau diện cho trần. Xe cánh quạt thiên ông về xe cánh quạt thiên quạt thi nghiệp chương cứu người trần gian cứu đâu người đó bị nan. Trải chuốt cho trần ông về trải chuốt cho trần gỡ đi cái rối của người trần thế gian ông về trải chuốt cho trần. Soi sáng cho trần ông về soi sáng cho trần đồ cho đệ tử con biết đường đi dẫu có gian nan. Mở xuống công đông ông về mở xuống công đồng chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông thì phi thọ ơi chữ bình an. Chấm linh nhận người ông về chấm linh nhận người quan trao khăn dấu nối đời làm tôi đời này cho chi đời sau cho chi đời sau đời nay cho chi đời sau. Kéo phủ quân cầu ông về kéo phủ quân cầu cầu bao nhiêu bức thư người trần bấy nhiêu ông về kéo phủ quân cầu. Cho đệ tử đi theo cầu mà lên dẫu có gian nan đường đi dẫu có gian nan thì theo bậc thánh dưới theo đồng thầy đệ tử xin nguyện từ đây. Phùng thỉnh thỉnh Như Lai điểm khai khai thân nhớ chiếu quang minh khai cầu khai nhân khai nhi khai túc lăng bộ hành tôn quan xưng hình nhân bái đạo thiên đình hình nhân bái đạo thiên đình. Một là số huyết, hai là số sinh, ba là số bệnh thiên đình. Thank you.
nhắc sống lên tòa giáng sơn, giang sơn san san ý nghĩ không đâu bằng phố các nghĩ
môn diệt nhang long thành thắp một tuần nhang tông về thoại phủ dương gian các tòa thiên đình chốn đó diệt là quan sơ dâng lên thượng ai văn sơ dâng lên ông về đấu đuôi chưa biên rõ ràng thì cho nhị trường gì đôi chữ trường gì nhung thế đôi chữ trường gì chữ phu chữ quý an linh thọ trường thì cho thúc mạnh tôi được khám phủ khám đàn tôn quan khám phủ khám đàn thiên địa thủy nhạc tôn quan tôn trình ông về khám phủ khám đàn lại tấm lòng son lam châu là tấm lòng sâu quả câu là tấm thân con nhiệm màu ông về chữ lên sầu câu bóc vỏ soi tâm ông về bóc vỏ soi tâm để xem đệ tử tấm lòng ra sao trứng rộng lại nở ra rồng thượng lộc ban công ngâm về thượng lộc ban công ban ngân ban xuyên cho người trần gian được cho phú quý giàu sang ban lộc tiếp tài ông về ban lộc tiếp tài độ cho đệ tử phúc hồng tốt tươi độ cho phúc lộc hơn người trứng thuốc trứng trà ông về trứng thuốc trứng trà quả câu điếu thuốc trà đậm đà hương sen tẩy hết bụi trần ban nước tiên tẩy hết bụi trần độ cho đệ tử được muôn phần tốt tươi độ cho phúc lộc hơn người lau diện cho trần ông về lau diện cho trần độ cho đệ tử mặt hoa ra hương ông về lau diện cho trần trải chuốt cho trần quan về trải chuốt cho trần đỡ đi cay rối cho trần tốt tươi quan về trải chuốt cho trần xe cánh quả tiên quan về xe cánh quả tiên quạt sạch nghiệp chướng cho trần tốt tươi quan về xe quả tiên trần quan về khai sáng cho trần hoạt hoa xa phấn đồng hào xin thưa quan về khai sáng cho trần mở sổ công đồng quan về mở sổ công đồng ghi tên chép tuổi vào trong sổ này bắt đầu từ ngày hôm nay từ ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm nay ghi tên chép tuổi vào trong sổ này sao khăn dấu đối đời làm tôi đời này cho chi đời sau phong thỉnh thỉnh như lai điểm khai khai thân nhân chiếu quang minh khai khẩu khai nhân khai những khai túc lăng bộ hành tôn quan chức hình nhân bái tạ thiên đình hình nhân bái tạ thiên đình một là số hai là số gì ba là số mệnh thiên đình bởi trời căn cao số nặng bởi trời di cung hoán số cho đời bình an ông về chứng lễ di cung số nặng bởi trời căn cao số nặng bởi trời di cung hoán số cho đời bình an ông về chứng lễ di cung
nhang khai quang thập kỳ diệu khai quang xứng hình nhân khai tổ khai nhân khai nhi khai túc lòng bộ hành tôn quang xứng hình nhân bái đạo thiên đình hình nhân bái đạo thiên đình một là số huyết hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình trời căng cao số nặng bởi trời gì cũng hoàn số cho đời tốt tươi ông về chứng lễ gì cùng chứng lễ gì cùng ông về chứng lễ gì cùng độ cho đệ tử suốt đời bình an độ cho phú quý giàu sang chàng sinh phê cho đôi chữ chàng sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường bái tạ thiên đình hình nhân bái tạ thiên đình một là số mệnh hai là số sinh ba là số thiên đình thiên đình hình nhân bái đạo thiên đình một là số huyết hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình chứng sơ tạo quan ông về chứng sơ tạo quan kho nào kho đấy quan xếp biến đủ đầy trả xong sẽ đắc bình an tạo quan âm lực về người chứng sớm tạo quan
Khó nào khó đến quan chép biên đủ đầy trả xong sẽ đắc bình an. Trung hưng thịnh lộc tài đề đang bốn mùa phạm lặng tan qua phạm lặng tan qua bốn mùa phạm lặng tan qua mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài hàng thì công anh trừ tài trưng sớ thảo quan ông về trưng sớ thảo quan to màu hói chép biên rõ ràng đựng cho để tiền an. Khó nào khó đây chép biến đủ đầy trả xong sẽ đắc bình an. Trưng sớ thảo quan ông về trưng sớ thảo quan khó nào khó ấy chép biến đủ đầy ông về trưng sớ thảo quan đổ cho đệ tử mười phân vẹn. Tào quan kho nào kho đấy chép biến đủ đầy trả xong sẽ đắc bình an. Trưng sớ tào quan ông về trưng sớ tào quan to màu khói chép biên đủ đầy ông về trưng sớ tào quan độ cho trận thế mười phân vẹn mười. Thank you.
sống dục ý nghĩ hỏa tốc như lai hỏa tốc như lai trước sân rồng ông lớn đủng đỉnh cần đài truyền tướng sĩ quân ngư thần khánh hội
dân sang khê lên ngàn quan xuống biển lệnh giang từ quý địa danh lam đền thờ quan tán tiếng kiệu vàng tả long hữu hồ thạch bàn rất uy nghi
khai chuyên nhang hạ bút phê khai cả viên dư dư đáo lái đô chỉ là sai binh bông binh tùy dòng nhang khai quang thập kỳ siêu tôn quan chứng đàn duyên ngã tích tăng cùng giảng kim phúc hoàng lân cận thành chúa tiền trung vương vạn sớ dâng lên thượng tai vạn sớ dâng lên ông về tấu đối chúa biên rõ ràng khi cho nhị thức trường sinh đôi chữ trường sinh ông về đôi chữ trường sinh chữ vua chữ quý hàng linh thọ trường đụng cho giúp mạnh đôi đường dòng nhan khai quang thâm kỳ diệu khai quang chứng đàn duyên khám đàn tôn quan khám phủ khám đàn thiên địa thủy nhạc tôn quan tôn chỉnh ông về khám phủ khám đàn bóc vỏ soi tâm ông về bóc vỏ soi tâm để xem đệ tử tấm lòng ra sao trứng rồng lại nở ra rồng thưởng lộc ban công ông về thưởng lộc ban công ban ngân ban xuyên cho người trần gian đỡ cho phú quý giàu sang ban trứng thuốc trứng trà ông về trứng thuốc trứng trà quả câu điếu thuốc trà đậm đà hương sen lộc tiếp tài ông về ban lộc tiếp tài độ cho đệ tử được muôn phần tốt tươi độ cho phúc lộc hơn người lau diện cho trần quan về lau diện cho trần độ cho đệ tử mặt hoa ra hưởng quan về lau diện cho trần trải chuốt cho trần ông về trải chuốt cho trần gỡ đi cái rối của người trần thế gian quạt tiền quan về xòe cánh quạt tiền quạt sạch nghiệp chướng cho trần tốt tươi quan về quạt cho trần soi sáng cho trần ông về soi sáng cho trần độ cho đệ tử con biết đường mà đi đường đi dẫu có gian nan thở sổ công đồng quan về thở sổ công đồng ghi tên trẻ tuổi vào trong sổ thì bắt đầu trên theo Phật thánh dưới theo tầm thầy tấm linh nhận người ông về chấm linh nhận người quan trao khăn dấu nỗi đời làm tôi đời này cho chi đời sau làm lễ cuốn cầu quan về làm lễ cuốn cầu độ cho đệ tử theo cầu mà đi đường đi dẫu có gian nan đường đi dẫu có gian nan đi theo Phật thánh dưới theo đồng thầy đệ tử xin niệm từ đây dòng nhang khai quang thập kỳ diệu khai quang chứng hình nhân ngã tích tăng cùng giảng kim phúc hoàng lân cận thánh chúa tiền trung vương bái đảo thiên đình hình nhân bái đảo thiên đình một là cây đức hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình tu tiên được bày
đời qua. Tu Phật xin kiếp ắt là mới lên. Cảnh ngự vui sao sang lắc đàn kỳ cửa tiền thần cái đặt để tình tạm quan thất đầu cụ hành nhị thập bát tu thiên lô tình ý hà sa. Tông qua quan Nam Tào cùng quan số mệnh người lão âu dép biển họ đỗ con nay ăn ở thảo hiền tu nhân tích đức quan lớn dép biển cho thọ trường do thanh giá lâm liệt tung hoành có lớn tuân người nghỉ xa lâm liệt tung hoành sư ta sát quỷ nên dành nghề tương tài Hãy subscribe.
sớ dâng lên, thượng tai văn sớ dâng lên. Quan tuần tô đuối chưa biên rõ ràng thì cho nhị trường gì. Đôi chữ trường gì ông thì đôi chữ trường gì. Đôi đường đổ cho dũng mạnh đôi đường. Đầu năm chín cuối lộc tài để đa bốn mùa phẳng lặng tạm qua. Tài quang dòng nhan thấp kỳ diệu. Tài quang chứa hình đồng đa thích tam công giả. Đi phụng hoàng lân vật vật thanh chúa tiền trung vương. Đôi
lá số hồng, đôi tay tiên nghi xuân lá số hồng, trình trước cộng đồng Phật thánh chứng minh quan tuần lấy sứ lên trình. Đôi chữ chàng sinh đổ cho đôi chữ chàng sinh, cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường. Thói má hồng quen trai dũng lược,
mắt phàm trần sao thấy được thiên cơ. Hoa kia đẹp có ai ngờ rằng hoa có chủ mà để giờ hàm oan. Xuân vừa sang hoa đang đượm sắc, hạ lại đêm mà gió tắt tắt cây. Một cơn gió giật mưa dây, thuyền bè binh mã sắc đầy trắng đen. Lệnh cứu trùng bắt giam cùng quận, nơi viễn binh thủy độc thâm sâu. Sông cùng như hiểu nguồn cơn, vậy nên thế nước mới tuôn ngược dòng. Trách nguyện lao xa lòng nông nổi, trai anh hùng mà nào có tôi gì đâu. Bỗng nhiên hoa đổ lên đầu, phải chăng kiếp trước mà nợ nhau cùng đành. Trả cho hết phù xanh cõi tục, để được về hưởng phúc vị. Giáo long còn ngược trang đài, phàm trần không nhuộm ngọc trai thủy tề. Nói đoạn chợt hướng về duyên hải, khấu đầu làm lễ bài song thân. Kiếp này chưa báo ân sinh, kiếp sau nguyện sẽ hiện thần đến công. Bỗng lắc mình cuồng gồng buông hên, hai tay dương xích xiết mình vàng. Chưa hè nắng lửa trang trang, mây đen mà kéo đến kinh hoàng. Tâm sập sơn tinh cũng hai, gió u u mà thủy hoài tan ghê. Sắc tiên về với thoại tề, hồn thiên biến hóa hiện về thiên thanh. Sông kỳ cùng dòng xanh cuồn cuộn, nước dâng cao như muôn bình sơn. Đôi ông xa lớn dập dờn, vẫn cây dây nổi hoa hơn bình sinh. Dân kỳ cùng khiếp kinh cỡ sư, lập đền thờ phụng sư bề lặng sóng an. Lòng xà cưỡi sóng về trang hoa đà. Tiết thác năm qua miền thanh tích, thắp tuần nhang mà cảm kích anh linh. Kiềng vàng lồng tam cung nghinh, ngồi cao giá ngược triều đình phong công. Sắc vừa ban tốt quan đệ ngũ, quan bách thần giá vũ hô phong. Đao thiên hộ quốc một lòng, trừ tà sát quỷ chứ phép ông nhiệm mong. Thank you.
xanh tung hoành dũng lược, cánh non bồng nước nhược bông lai. Khi chơi bạn trúc bạn mai, bạn loan tiệc ngọc vui vầy xương ca. Các bộ làng xã tây bè quê, quan dạo chơi thành thị hồ tiên. Ba ngàn thế giới chư tiền, tiếng quan tệ làm việc được tiếng tai đi thường.
quyền được nén hương dâng tiễn, cúi xin ông thương đế đồng xa, xin ông mở lượng hải hà, độ ai cũng được mặt hoa gia hình. Bốn con nguyện một lòng chi kính, thiết lễ nghi con chẳng sánh với ai, chỉ xin quan lớn giáng đài cho con được chữ lộc tài hoa tấm danh. Thành ra